thì bước đầu tiên để mà làm cái này thì phải chuẩn bị bằng việc quay trước. Thì bạn quay thành những shot sau đây. Đầu tiên là bạn quay cái phòng trống, sau đó bạn quay cái hành động là bạn bước vào, giả bộ mình khiêng cái ghế vô rồi mình bật ngửa ra. Và tiếp theo á là bạn cần phải chụp một tấm hình mà bạn đang trong trạng thái lơ lửng. Bạn thấy là mình cũng phải chụp hình nhiều lần nó mới được, chứ không phải là làm một cái là được ngay. Rồi sau mà lựa một cái tấm hình nào đó mà tay chân của bạn bung ra, khi mà edit nó sẽ dễ hơn. Nguyên lý của cái kỹ xảo này á, nó giống với lại cái clip hướng dẫn intro mà mình đã từng thực hiện, thì mình đã liên đến góc nếu bạn chưa xem. Nó cũng là tách người khỏi nền, sau đó tạo cái chuyển động. Nhưng mà cái hiệu ứng ở trong cái intro đó thì nó dễ thực hiện, do là bạn chỉ cần scale cái hình lên là nó xong rồi. Trong cái kỹ xảo này nó phức tạp hơn, mình sẽ chỉ một người trên Align Motion. Để mà cắt nền á thì bạn dùng cái app tên là Eraser. Bây giờ mình hướng dẫn về giao diện của cái app này ha. Thì mới mở lên mình thấy là phía dưới nó có bốn cái nút. Nó ghi là Crop, Erase, Adjust với là Background. Thì bạn bấm vô cái nút Erase để mà bắt đầu bước vào xóa background ngay. Thì nó sẽ hiện ra tiếp một cái giao diện khác. Bây giờ mình sẽ giải thích những cái nút ở dưới nha. Nó ghi là Erase là cái chỗ này là cái cây cọ để mà bạn bắt đầu bạn xóa đó. Restore tức là bạn phục hồi, tức là bạn xóa phạm vô thì bạn bấm qua cái nút kế bên để mà bạn phục hồi. Width là cái kích thước của cái đầu cây cọ. Rồi thì bây giờ mình cứ dùng cây cọ lớn để mà xóa cái rìa ở ngoài. Sau đó thì đến những cái chi tiết như là cái mấy cái kẽ của đầu ngón tay nè, ngay mặt trên tóc nè, thì bạn giảm kích thước cây cọ lại để làm tinh chỉnh cho nó đẹp hơn. Rồi sau khi mà xóa xong hết thì bạn ra kết quả như thế này. Bạn lưu ý á, đây chính là cái gốc của bạn nha. Bạn sẽ dùng cái hình này để mà tạo ra những cái layer khác. Thì bạn save cái này lại bằng cách là bấm vô cái biểu tượng ở góc trên bên tay phải. Sau đó bạn chọn Max Resolution, chọn PNG nha, để mà nó save không có cái background. Rồi sau khi save xong á, bạn bắt đầu bạn quay ngược trở lại. Bạn lấy đúng cái hình này để bạn tiếp tục bạn dùng cái công cụ Erase để bạn xóa. Xóa cái gì? Bây giờ mình sẽ giải thích. Khi cái kỹ xảo này xảy ra đó, tay chân của bạn nó cũng bay trôi nhẹ. Thì bây giờ mình phải làm sao mình tách ra từng phần tay chân này để mình cho nó chuyển động. Thì bạn dùng cái hình này, rồi bạn bắt đầu bạn xóa lần lượt và bạn chừa lại chân phải, chân trái, tay phải, tay trái với lại cái mình của bạn. Tức là từ cái hình gốc này bạn tạo ra 5 cái hình nhỏ. Thì làm như sau nha, bạn load cái hình này vào, sau đó bạn lần lượt. Như trong trường hợp đầu tiên mình làm là mình xóa, mình chừa lại cái chân phải của mình trước. Tiếp tục mình save ra y chang như lần trước. Rồi tiếp tục mình lại load cái hình đó vào. Rồi mình lại xóa tiếp, mình chừa lại cái tay phải. Rồi mình lại save nó ra tiếp. Rồi mình làm lần lượt đối với tay trái, chân trái. Cuối cùng á là cái quan trọng nhất, đó là cái mình của bạn. Thì bạn phải xóa hết, bạn chừa lại cái mình của bạn. Nhưng mà bạn nhớ là xóa làm sao cho những cái khớp này nó ăn với nhau nha, chứ đừng có bị thiếu hụt. Rồi tiếp theo bạn vào Align Motion, bạn tạo một cái project mới. Sau đó bạn bấm cái dấu cộng ở góc bên tay phải ở dưới. Rồi bạn load đúng 5 cái thành phần này vào. Thì do là cả 5 cái thành phần này bạn làm trên một cái tỷ lệ khung hình giống nhau, khi bạn load nó thì 5 cái layer này nó chồng lên nhau thì nó ghép lại thành bạn luôn. Rồi nó còn thiếu một cái thành phần, đó là cái background. Thì giờ bạn cho nó vào luôn ha. Thì sau khi đã cho vào xong á, bây giờ bạn có thể thay đổi vị trí của nó bằng cách là nó có biểu tượng 3 cái dấu gạch bên tay phải của từng cái layer. Bạn giữ ở đó thì nó sẽ cho bạn thay đổi vị trí theo đúng cái thứ tự á, là background nó ở dưới, rồi tiếp theo là cái mình, rồi tất cả các bộ phận còn lại nó nằm chồng lên trên. Thì sát bên tay trái mình thấy cái biểu tượng con mắt á, mình có thể bấm tắt nó để dễ hình dung nha. Thì giờ mình sẽ tắt hết, mình chừa lại cái background, cái mình của mình với lại cái thành phần đầu tiên là cái bàn tay phải để mình bắt đầu mình cho nó chuyển động. Rồi ok, bạn bấm vào cái laser cái bàn tay phải này nha, thì nó sẽ hiện ra một cái giao diện. Đấy, thì bạn quan tâm tới cái nút ở bên tay trái góc dưới, nó ghi là Move Transform. Bạn bấm vào đó thì bây giờ nó sẽ ra một cái giao diện khác. Bây giờ cái này cần giải thích ha. Cái cột sát bên tay phải á, nó có 4 cái biểu tượng, nó tương ứng với lại 4 cái giá trị. Mình muốn mọi người quan tâm tới cái đầu tiên, cái thứ nhì thôi. Cái đầu tiên á, nó là cái position, cái dấu cộng á, nó là thay đổi giá trị theo trục đứng với trục ngang. Ví dụ như cái bàn tay của bạn á, khi mà nó lơ lửng á, thì nó sẽ đi từ trái sang phải. Tiếp theo cái hình cái chiều xoay nó là cái rotate, tức là bản thân cái bàn tay của bạn đi từ trái sang phải mà nó cũng hơi xoay nhẹ theo cái chiều kim đồng hồ nữa. Thì cả hai cái giá trị này thay đổi thì mình phải làm sao? Mình phải đặt keyframe cho cả hai cái. Thì bây giờ đặt keyframe như sau. Đầu tiên bạn chọn một cái position hình cái dấu cộng trước cho nó sáng lên nè.
Sau đó ở cái cạnh bên trái bạn thấy có một cái biểu tượng hình cái viên kim cương, đó là cái keyframe. Bạn tích chọn vào đó thì nó sẽ kích hoạt cái keyframe đầu tiên. Rồi tương tự bạn cũng đặt cái keyframe đầu tiên cho cái chiều xoay luôn. Bạn đi tới cuối, rồi bạn đến cái rotate, bạn cho nó xoay nhẹ một cái. Rồi sau đó bạn chuyển qua cái position, rồi bạn thay đổi vị trí của cái bàn tay cho nó đúng lại cái khớp vô cái vai của mình. Bạn lưu ý là để mà thay đổi vị trí trục đúng trục ngang á, thì bạn phải dùng cái ngón tay của bạn, bạn chạm vào cái hộp màu vàng ở ngay đây nè, chứ bạn không được chạm vào cái live view. Khi bạn chạm vào cái live view á, nó sẽ bị hiểu lầm là nó không phân biệt được điểm đầu với điểm cuối là ở đâu hết. Đó, thì khi mà bạn kéo nó qua đó, bạn sẽ thấy ngay là nó phát sinh ra thêm một cái hình tròn nữa. Thì bạn nhìn chính màn hình live view, bạn thấy có hai cái hình tròn. Đó, thì hai cái hình tròn này nó thể hiện cái animation của bạn, tức là nó đi từ điểm A sang điểm B như thế nào. Rồi, sau khi bạn đặt hai keyframe xong, bạn xem lại playback. Đó, bạn thấy rất là chuẩn ha, cái bàn tay mình nó lơ lửng, nó trôi trôi. Rồi làm tương tự đối với lại tay trái và đối với chân trái, chân phải luôn. Đó, thì đây là cái kết quả, bốn tay chân của bạn nó đều trôi bồng bềnh như vậy hết. Rồi, ok, thì bây giờ bước tiếp theo là bạn cần phải làm cho nguyên cái người của bạn bay luôn. Tại vì nguyên cái người của bạn là nó cấu thành bởi năm cái thành phần này mà. Nên bây giờ bạn phải làm sao bạn group năm cái thành phần này lại thành một. Đó, để mà bạn tạo cái animation. Thì cách làm như sau, ở cạnh xét bên tay trái của từng cái laser nó có cái biểu tượng con mắt. Kế bên con mắt đó nó là cái hình của cái laser đó. Thì bạn dùng ngón tay bạn giữ cho nó sáng xanh lên. Trên màn hình nó hiện ra ghi là one layer selected. Thì bắt đầu bạn chọn tương ứng với 5 cái luôn. Sau khi bạn chọn xong thì bạn bấm vô cái biểu tượng hình tam giác với lại hình tròn đầu tiên. Cái biểu tượng này nó sẽ gộp 5 cái là hình 1. Rồi xong nó sẽ tạo ra một cái tên là group 1. Nó nằm ở ngay trên cái nền của bạn và nó thay thế cho vị trí 5 cái layer trước đó. Bây giờ mình sẽ tắt mở cái layer nền cho bạn hình dung dễ ha. Rồi bây giờ thì bạn làm tương tự, thay vì tay với mình thì bây giờ bạn animation nguyên cái người của bạn, cho nó bay từ trái sang phải, rồi bạn cho nó hơi xoay một chút xíu, đi được 80% đoạn đường rồi đó. Mình muốn thêm một cái effect nữa để mình tận dụng cái ưu thế của việc edit trong live motion. Chọn group 1, bấm effect, bấm add effect, vô cái chỗ mà distortion warp, chọn cái effect tên là stretch axis này nè, chọn standard settings. Hai cái thông số là scale với là angle. Thì tùy ý bạn thôi, bạn có thể set các cái giá trị như là mong muốn, hoặc là bạn cũng có thể đặt keyframe nữa. Nhưng mà đại ý là khi mà bạn bay ngược về phía sau á, thì cái người của bạn cho nó hơi giãn ra một chút xíu. Rồi tiếp theo, bây giờ mình sẽ thêm một cái effect nữa cho cái background của mình nó lung linh hơn. Click chọn vô cái layer background, bấm effect, bấm add effect, color light. Sau đó bạn chọn cái effect tên là ray. Rồi bạn chọn standard setting. Đầu tiên là bạn phải chỉnh cái threshold trước. Bạn hạ cái threshold này xuống cho cái màn hình hay là những cái phần sáng trong cái khung hình của bạn nó bắt đầu nó lộ diện ra. Rồi bạn chỉnh cái intensity với lại cái blend cho cái tia sáng này nó hiện rõ ra hơn. Rồi cái center này nè các bạn, center này là bạn quyết định xem là cái ray này nó chiếu từ trái sang phải như thế nào. Thì bạn muốn cho nó chiếu từ trái sang phải hay là phải sang trái thì bạn đặt keyframe nó. Thì đặt keyframe cái giá trị center là bằng cách bạn bấm vô chữ center. Thì sát bên trái nó có hình cái viên kim cương ha. Ở đầu clip bạn set giá trị center cho nó, sau đó ở cuối clip bạn set giá trị center khác. Thì khi mà bạn bay á, thì nó sẽ cái tia sáng nó sẽ quét qua. Rồi ok, thì mình nghĩ là tới đây là đã xong 90% phần việc rồi. Đó, thì đối với những bạn mà cơ bản mới bắt đầu thì làm tới đây nó cũng đã chuẩn lắm rồi. Nhưng mà nếu mà bạn muốn nâng cao thêm thì bạn có thể search những cái thành tố khác để mà bỏ vào trong khung hình này cho nó bay cùng với bạn. Thì ví dụ như mình đi, mình thân thuộc với lại máy ảnh hay là ống kính thì mình sẽ search một cái tên là camera PNG. Mình search một cái file mà nó không có nền nha các bạn. Đó, chính vậy mình phải thêm chữ PNG vô. Thấy là cái này nó hợp nhất. Đào PNG nó cũng hơi khó khăn đối với điện thoại iPhone. Đào bằng Safari, bấm vào nút download, sau đó đào xong bấm vào cái biểu tượng ở góc trên bên tay phải nè, bấm vào hình cái kính lúp góc bên tay trái dưới á, mình bấm vào đó, nó sẽ hiện ra một cái option cho mình chọn, đó là save image. Sau đó rồi mình load vào trong live motion thôi. Thì bạn đào mà đúng á, bạn bỏ vô live motion nó sẽ chỉ có cái thiết bị thôi, nó không có cái gì hết. Còn nếu mà bạn đào sai thì nó sẽ có một cái nền, thì coi như công cốc ha. Bạn phải thử đi thử lại nhiều lần thì nó sẽ được thôi. Bạn thấy à, như mình á, mình phải đào 4-5 lần mới được nè. Rồi thì tương tự ha, bạn làm cho cái máy ảnh này nó bay giống như là nãy giờ bạn làm cho cái người của bạn nó bay vậy đó. Bạn đặt hai cái keyframe. Rồi ok, sau khi vừa ý rồi á thì bắt đầu xuất file bằng cách là bấm vào cái biểu tượng ở góc trên bên tay phải.
Sau đó bạn chọn video rồi bấm export. Sau đó tất cả các setting này nó đúng hết rồi ha. Bạn bấm export. Rồi bạn bấm no thanks, I like watermark. Thì tại vì đây là bản free mà thì nó dính watermark ha. Thì nó sẽ export ra và bấm nút save để nó save cái file này ra cái thư viện của bạn. Đây chính là cái file mà ở trên thư viện của bạn. Bạn có thể thấy là cái watermark ở Lightmotion đó nó nằm trên cái phần trắng. Thì cái này thực sự là một cái tai nạn, mình không hiểu lý do tại sao. Nhưng mà khi mà mình import mấy cái hình này vô bắt đầu mình làm á, thì nó ra cái tỷ lệ là 43, trong khi những cái hình của mình thì là tỷ lệ 16:9. Thì nếu mà bạn crop nó về 16:9 á thì coi như cái watermark này nó đi luôn ha. Nhưng mà đây thực sự là một cái mà mình không mong muốn. Tại vì mình dùng ở Lightmotion này chỉ để làm tutorial trên YouTube thôi. Cho nên là mình không có ngại cái việc mà xuất hiện watermark trong cái hình. Mình muốn gửi gắm cho mọi người là nếu mà mọi người có thể dùng cái phần mềm này để mà edit nhiều á, thì nên mua để mà ủng hộ nhà sản xuất. Còn nếu mà không mua thì xài bản free có thể giữ cái watermark này lại. Nếu mà edit cho TikTok á, thì TikTok nó khổ dài mà, cho nên là có cái chữ watermark này nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Còn việc dùng cái cách này để mà cắt cái watermark ra thì nó hơi lẩn tránh, nó hơi lương lẹo thì mình không có ủng hộ lắm. Rồi, cố lên ha, mình biết là mọi người cũng nản lắm rồi, nhưng mà 99% rồi, bây giờ mình sẽ hoàn thiện thôi. Vì vô trong cáp kết để mà tận dụng cái cơ hội hiệu ứng của nó ha. Bấm New Project, chọn cái mà bạn mới xuất ra và đồng thời bạn cũng chọn cái opening luôn, cái intro á, cái mà bạn khiêng cái ghế vô rồi đặt rồi giả bộ bật ngửa ra đó. Bạn bước vô trước rồi bạn mới bật ngửa ra thì chọn cái điểm cắt sao cho nó phù hợp, click chọn vô giữa hai cái clip. Cái biểu tượng hình cái dấu gạch đứng này nè thì nó sẽ cho bạn tạo một cái chuyển cảnh, thì bạn chọn cái nào mà nó lóe sáng lên một cái. Rồi tiếp theo là bạn bấm vô chữ effect thì bạn chọn một cái effect nào đó, thì cái này là tùy mỗi người mỗi quan điểm ha. Cái kho hiệu ứng này nó cũng rất là nhiều tha hồ mà lựa, thì trong đây có những cái rất là hay có thể phù hợp làm như là shake rung chuyển nè, hay là bốc khói nè. Bạn cũng có thể trồng nhiều cái effect lên cho cái clip này nó lung linh hơn nữa, nhưng mà mình khuyên là đừng có làm nhiều quá. Cuối cùng là bạn bấm vô xuất file ha, thì vậy là xong rồi đó. Rồi ok, chúc bạn thử thành công ha. Mình còn nhiều cái video khác về edit với lại quay bằng điện thoại. Mọi người có thể check video bên trái hay là bên phải. Bấm vào giữa để mà đăng ký kênh của mình. Hẹn lại bạn ở video lần sau.